Có một vị cư sĩ, ông ta họ tên Thìn, mà cái tuổi của ông cũng là tuổi Thìn, cho nên cha mẹ đặt ông là tên Thìn. Ông ở Gò Vấp. Vào năm 1927 thì ông phát lòng niệm Phật. Ông làm nghề trồng rẫy. Lúc ông phát lòng niệm Phật thì dù bận rộn đi đứng nằm ngồi, ông không rời câu Phật hiệu, cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xong việc rồi là ông lo niệm Phật nha. Ông niệm Phật được 3 năm, đến năm 1930. Cái một ngày nọ, cái bảng đen mà ông để viết tên để bỏ mối rau củ quả cho các chợ đầu mối, ngày nào ông cũng ghi lên là bỏ cho chợ nào, chợ ông Lãnh, chợ Cầu Muối, chợ Bình Tây, chợ An Đông, bao nhiêu rau củ quả cho ai. Cái ông bôi nguyên cái bảng đó, ông không có để là giao đồ cho ai nữa, mà ông để 7 giờ sáng ngày rằm tháng 2 tôi bản sanh. Ông để vậy đó. Cái gia đình ông thấy cái bồi, tưởng ông giỡn chơi thôi, bồi. Cái qua ngày thứ 2 ông giết nữa, qua ngày thứ 3 ông giết nữa, đến ngày thứ 3 ông báo trước 3 ngày. Đến ngày thứ 3 đó là ngày rằm tháng 2, cái ông 4 giờ khuya ông dậy, ông giao đồ chất lên xe tải cho đi rồi. Cái ông súc miệng, rửa mặt, rửa tay, rửa chân, mặc áo tràng. Ông ngồi niệm Phật. Niệm xong cái tới gần 7 giờ sáng, cái từ trong nhà của ông đi thẳng ra ngoài rẫy. Bữa trước đó cái ông đào một cái lỗ, cái ông chôn cái lu ông chôn ở dưới. Rồi cái đến buổi sáng rằm tháng 2 này, vào năm 1930, cái ông từ trong nhà ông niệm Phật xong, cái ông đi thẳng ra ngoài rẫy, ngay cái chỗ mà ông chôn cái lu, cái ông chui vào trong đó ông ngồi. Ông ngồi mà ông niệm Phật lãnh nốt luôn, niệm chí thành luôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Ông niệm một hồi trong nhà không ai nghe tiếng ông nữa, đi ra thì ông ngồi trong đó ông giảng sanh rồi quý vị. Mà đúng vào ngày rằm tháng 2 năm 1930, ông biết trước ngày giờ ông giảng sanh. Chúng ta có muốn vậy không quý Phật tử? Muốn sống chết được bình an tự tại thì ngay bây giờ quý vị phải gieo trồng cái nhân nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông đi quý vị.